Chào các bạn nhé. Nay mình thử làm một cái video bằng điện thoại chia sẻ một cái van trên cái dòng TV CRT và cái model của nó là TC21P99 của hãng Panasonic nhé. Xem nó có ok không nhé. Thì cái TV này nó bị ban ở trên cái khối bảo vệ. Tức là khi chúng ta cắm điện bật lên ấy, thì là trong tích tắc nó chỉ lên hình được cái rồi nó mất luôn. Tức là lên nó đi ánh sáng một cái rồi nó mất luôn. Thỉnh thoảng nó thấy nhóm như thế và thỉnh thoảng nó không lên thấy gì cơ luôn, và chúng ta tắt thì nó thấy có độ nháy của nó thôi. Đây nhá, mình bật này, mình đang bật máy rồi đấy, bạn để ý xem nó có lên không nhá. Đấy, nó lên cái rồi ngắt, các bạn thấy không? Và chúng ta khi mình bật này, mình bật mình đo thử cái nguồn ấy của nó nhé, cái nguồn B cộng của nó ấy. Thì mình bật này, mình đo nhé. Nó được 140V kìa, sau đó nó ngắt. Mình bật lại nó đã nhá. Mình tắt này. Mình bật này. Các bạn để ý đây, bắt đầu nó đang 140V, nó đang chạy đấy nhá. Cái nguồn B cộng nó đặt như thế mà sau nó ngắt. Nó về đến tầm 22V, tức là con này khi ở chế độ chờ là nguồn B cộng của nó chỉ 22V thôi nhá, không phải là bị lỗi đâu nhá. Mà là do cái này nó có chế độ bù áp. Khi tắt ấy là nó về 22V, B cộng chỉ 22V thôi, và nó sẽ có một cái hệ thống bù lên cái đường nuôi đường bên 5V đến 3,3V cho vi xử lý, tức là vi xử lý vẫn đang chạy, vẫn đang sống nhá, và còn nó có cái đèn nhấp nháy à. Các bạn thấy không? Cái đèn đỏ nhấp nháy nhá. Thì cái van này ấy, thì nó nằm trên khối bảo vệ thì nó là cái đồ cổ rồi, mình cũng chả quan tâm nó lỗi phần nào, mình sẽ thực hiện theo phương pháp là mình sẽ cô lập phần bảo vệ. Thì bây giờ mình sẽ quay, mình sẽ mở cái tài liệu nó ra, cái sơ đồ nó ra, mình quay cho các bạn có xem được không nhé. Thì như trên sơ đồ mình đao vừa đao ở trên mạng về này, thì thường một cái TV Panasonic ấy, nó có hai cái nó có mấy cái đường bảo vệ này này. Cái đường mà nó ghi chữ X-ray Protect này nhá. Là cái đường mà nó lấy cái điện áp từ chân header của, tức là chân sợi đốt của biến áp đi ra, và nó sẽ nếu mà cái điện áp nó lớn quá, nó tràn qua được con DZ này ấy, thì nó đưa về nó sẽ ngắt nguồn ngắt TV như vừa nãy ấy, như vừa nãy nhá. Thì mình sẽ cô lập cái này trước, là mình sẽ tháo con D511 này ra để cô lập cái đường X-ray này nhá. Thì con D511 này nó nằm ở đây đấy các bạn này. Yên là mình cắm cái điện lên cho các bạn nhìn này. Con D511 là con này nhá, mình đã gỡ ra rồi nhưng nó vẫn không không đạt ba, không được ban nhá, tức là mình đã cô lập phần X-ray từ chân header của cái cao áp ra, nó vẫn ngắt nhá. Tiếp theo này, trên cái đường đấy các bạn nhìn nhá, cái này là mình làm bằng điện thoại xem các bạn có xem được không này. Mình đang trên cái đường đấy này, mình sẽ di chuyển tiếp này, nó sẽ về cực B của con, tức là nếu mà cái con điện áp nó cao, nó tràn được qua con DZ đây thì điện áp cực B của con Q605 này cao, thì nó sẽ mở thông, thì nó dẫn tới nó sẽ mất, nó sẽ tắt TV đấy. Thì trên cái đường B, cái đường cực B của 605 này ấy, nó còn thêm hai cái đường bảo vệ nữa, là một đường là qua là của con Q520, là một đường bảo vệ lấy sụt áp trên hai con điện trở này này, trên hai chở R521 và R520 này, thì là nó chính là trên đường 140V đấy. Ví dụ như cao áp chạy mạnh quá mà sụt áp đủ ấy, thì là con Q520 này sẽ mở tác động điện áp cao vào con Q ở trên mình bảo ấy. Và trên cái đường đấy nữa ấy, nó cũng có một cái đường bảo vệ nữa cho khối mảnh, tức là con Q401 này này, tức là cái điện áp 26V từ bộ nguồn ra ấy, nó sẽ đi qua con R401 này để tới tới chân VC của con IC mảnh này này. Thì khi mà con IC mảnh bị chập mà cái nguồn VCC bên này mà bị giảm thấp ấy, dẫn tới là điện áp rơi trên con R401 này lớn, thì con Q401 này sẽ tác động lên cái cực B y như con Q520 ở dưới ấy, để nó đưa điện áp cao vào cực B của con này. Thì khi có điện áp tại cực B của con Q605 này cao ấy, thì nó sẽ mở thông thì nó sẽ tắt TV ấy. Thì bây giờ mình sẽ kênh con Q605 này lên, thì mình sẽ cô lập được thêm hai cái nữa, tức là cô lập được bảo vệ của đường 26V cho IC mạnh và đường 140V. Thì mình đã kênh lên rồi. Đây là cho mình lấy led cho các bạn xem có được không này. Đây là con Q605 nha các bạn nhé. Đây là mình chỉ cho các bạn này.
Đây con Q605 này. Mình đã kênh nó lên rồi nhưng mà nó ngắt các bạn ạ. Mình kênh nó lên này. Tiếp theo nhá, mình lại nhìn trên sơ đồ tiếp này. Đấy là con Q605 nhá, các bạn để ý trên sơ đồ nhá, nó nằm ở vị trí đấy nhá, gần hộp kênh đấy. Tiếp tục này, tại con Q605 đấy ấy, nó sẽ khi con này nó mở thông ấy, nó sẽ làm con Q603 mở thông. Các bạn thấy không? Tức là khi con Q605 mở ấy, thì là điện áp tại vị trí này nó bị tụt mất, thì tương đương với điện áp cực B của con Q603 này sẽ bị tụt mất và nó sẽ mở thông từ điện áp từ đường 8V này đi qua R, đi qua D này và đi vào chân E. Tóm lại là chân E của nó mà điện áp cao nhá thì là TV sẽ ngắt. Thì thực tế là bây giờ chân E của nó điện áp đang bị cao đấy. Thì tại chân E này nó sẽ đi thông qua DZ này này, rồi đi theo cái đường này nhá các bạn nhá. Nó sẽ đi tới đây này, này sơ đồ nó bị hết. Thì đâu mình, tức là nó là cái đường mạch in phía dưới con Q601 đấy nhá. Mình sẽ đưa lên cái mạch in cái đường tiếp theo này. Mình sẽ đưa lên cái đường tiếp theo đây, rồi có rồi đây. Đây, cái mạch in vừa nãy mình nhìn ở dưới của con Q601 là chính là cái đường này nhá. Nó sẽ đi vào chân 36 này. Là chân nó ghi là EHT Protect ấy, chính là cái đường, tóm lại ấy, là cái chân 36 này của con IC tổng này ấy, mà nó nhận được cái điện áp dương 5V, cái điện áp cao là nó sẽ ngắt TV về chế độ chờ như thế. Thì bây giờ nó sẽ có hai phương pháp sửa, là chúng ta sẽ cắt cái đường này đi. Cắt cái đường đi về đi và chúng ta dập cái chân 36 này về mát là sẽ được, nhưng mà mình sẽ xử lý bằng cách đơn giản hơn là như thế này. Mình sẽ đưa xuống cái phần dưới đã. Đây, chính là con Q cái chân 36 đấy, nó sẽ nhận cái điện áp cao khi con Q603 này mở thông này, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ kênh con Q603 lên, nó xem nó để cô lập hoàn toàn cái đường bảo vệ nhá. Của mấy cái đường bảo vệ xem nó có ngắt nữa không nhá. Thì con Q603 là mình nhìn thấy nó ở đây này. Mình kênh nó lên đã nhá. Đấy, đấy là con Q603 mình vừa kênh nó lên đấy. Các bạn để ý này, đây là con Q603 này, mình vừa kênh nó lên này các bạn nhé. Nó ghi luôn là 603 đây này các bạn này. Bây giờ mình sẽ cắm điện rồi mình thử xem nó có ngắt nữa không nhá. Mình cắm điện rồi đấy. Xem nó có lên không nào. Như vậy là TV nó đã lên đèn xanh ok và nó không ngắt nữa. Các bạn thấy không? Như vậy là mình đã cô lập xong phần bảo vệ. Cái này lỗi này là lỗi là do cái TV này nó hàng chục năm rồi. Nó có thể là phần linh kiện, phần bảo vệ, những con linh kiện của liên quan đến đường bảo vệ là nó bị già, dẫn tới là nó hoạt động sai. Hoặc là chính là bản thân là cái TV này nó ăn quá dòng ở đâu ấy, dẫn tới là hoạt động sai. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ chạy ok đây. Điện áp B cộng của nó luôn là 140V, nó không bị ngắt nữa. Và cái đèn đỏ nó cũng không nhấp nháy gì nữa. TV nó lên màn hình xanh ok nhé. Do mình đang làm video bằng cái điện thoại di động nên nó cứ sinh ra cái tần số quét này, nó cứ nháy đấy. Chứ mắt một người nhìn như mình đang nhìn trực tiếp vào cái màn hình này là không gì đâu nhé các bạn nhé. Như vậy là mình đã sau qua một số bước mình kiểm tra trên sơ đồ và mình đã cô lập được cái khối bảo vệ của nó và TV nó đã chạy bình thường. Như vậy là cái vấn đề khi sửa này mà chúng ta am hiểu về sơ đồ đường đi của mạch. Đường đi của mạch thì là chúng ta sẽ xử lý được tất cả các ban bệnh mà chúng ta gặp nhé. Đầu tiên đấy, mình cứ kiểm tra đường X-ray ok này, đường bảo vệ, đường điện áp cho bên đường B cộng 140V này, rồi là đường 26V cho IC mạch này, rồi tất cả các đường khác ấy mà nó sau đó là chúng ta hiểu được cái đường đi của mạch trên của cái sơ đồ. Khi đó chúng ta sẽ cô lập được mạch bảo vệ và nó sẽ chạy bình thường. Tất cả mọi cái chế độ bảo vệ đường bên ngoài nó chủ yếu là nó sẽ ăn là mục đích là đưa một cái điện áp cao khoảng 5V đi về chân 36 của con IC tổng ấy, chân 36 này các bạn này. Nên có một số bạn cứ chia theo kiểu ngày xưa chia sẻ ấy, là TV bị bệnh như thế này ấy, là dập cái chân Protect chân 36 này về mát thì nó cũng được, nhưng có thể là các bạn ấy chỉ là dò và kiểm tra được cái chân nào là chân bảo vệ và các bạn ấy ngắt thôi, chứ các bạn cũng không hiểu cái nguyên lý của từng chế độ bảo vệ của từng phần như thế nào trên cái sơ đồ nhé.
Cái video này mình làm mục đích là mình sẽ chia sẻ theo cái kiểu là trên một cái TV ấy, nó sẽ có cái phần nào bảo vệ và như thế nào. Và ở những cái hãng khác thì nó cũng như thế nhé các bạn nhé. Có cái là như hãng Samsung, hãng LG thì nó đơn giản hơn. Có thể là nó chỉ bảo vệ đường X-ray và cái đường IC mảnh thôi. Ở video mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng là video sẽ vẫn giúp ích được cho một số bạn ở vùng sâu, vùng xa mà nó vẫn sử dụng nhiều những cái TV CRT này nhé. Cái model của nó đây các bạn nhé. Model Panasonic TC21P99 này. Và ảnh của nó bây giờ cũng rất là vẫn còn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn để ý cái độ mịn của cái nền xanh này này. Mặc dù nó mình quê đất Hà Nội thật, nhưng mà cái vùng đất Sóc Sơn của mình ấy, là dân nó vẫn, mọi người ở đây vẫn nghèo, đa số là làm nông nghiệp và bây giờ thì đi còn khá hơn là đi làm công nhân, nên họ vẫn sử dụng những cái tivi này rất là nhiều. Các bạn để ý này, nhà mình này, đấy tivi CRT vẫn là rất là nhiều luôn, rất nhiều tivi CRT luôn chứ vậy không có nha các bạn nhé. Thôi video mình sẽ kết thúc, chào các bạn nhé.